Hôm nay là ngày 22 tháng 1, 2021 nè. Ivy được 38 ngày. Ngày mai bé Ivy đi về mẹ rồi, ok. Ở đây với ông bà nội một đêm nay thôi. Ngày mai là chiều mai là mẹ đem về nhà rồi, nha. No respite. But as you can see, the conditions haven't improved.